là những cái người mà đi 584 đấy là đi đấy, theo đoàn, đi theo gọi là đoàn kinh tế, đoàn tức là ở huyện đưa đi đấy, à ở huyện ở Hà Nam Ninh ấy, Trực Ninh, huyện Nam Ninh, Trực Ninh là Nam Ninh, à huyện Nam Ninh đưa đi vùng kinh tế mới. À, từ những năm 84 cơ. Trực Khang, Trực Thuận, Trực Nam Thái. Vâng. Là ba cái xã ấy. Còn không biết Trực Nội có đi cùng đợt đấy không được có biết. Thì đấy Trực Nội là Bà Mai đấy còn gì. Bà Mai không có khi này. Bà đấy chả Trực Nội. Không có khi này thế này. Có khi này đi theo lấy danh từ của bên Trực Thuận đi thì sao? À. Đúng không? Tức là người có người đi theo kiểu ấy. À. Ừ. Tức là lúc đấy vào đây là khai hoang phát dẫy. Không, đầu tiên là nó vào nó cho mỗi người mấy xào, ba xào hay hai xào. Và đấy, xong rồi tự phát xong là mình lại ở trong lại không. Hình như là phát xong rồi nó mới cấp cho bằng mấy xào à, đưa vào. Chắc vậy. À. Thế còn là các bác mà vào đây là tự do. Tự do là mình phải mua đất. Bây giờ mà ông bán mảnh đất này đi khoảng bao nhiêu tiền? Nếu mà bán cái tài sản chỗ này đi. Để hơn chục. Hơn chục tỷ. Chỗ này này, bên kia cho con rồi. À bên kia là cho con rồi, còn lại là cái đất này của ông bà này. Cái này rộng cắt cho bà. Thì này cũng cho con đúng không? Chứ sao bây giờ giữ làm gì? Đáng nào vậy thì trước sau là cũng chết. Ví dụ mình có bán một suất đi mình dưỡng già vậy thôi. Và không thôi. Tôi bán suất đi làm mấy tỷ là dưỡng già là thoải mái rồi. Coi như phần lương của mình. Có tuyệt vời. Còn, nếu mà mình dùng thì dùng mà không dùng nữa mình chết đi thì mẹ con cái nữa. Đấy. Đấy mới hay. Ở đây nha, ở đây trồng nhiều chuối sạch nhờ, thích nhờ. Này thích lắm, toàn chuối sạch ở đây, trong này đất tốt này, quả to đùng này. Không làm bán cờ. Hay không có người chơi. Không người chơi. À. Đa số chiều. Đấy. Chiều mới chơi. Sáng các ông đi làm rẫy hay là đi đâu mà các ông biết kiểu các vị cứ đến buổi chiều vậy. À. Năm 1994 là ông từ Nam Định ông vào trong này. Vào đây là mua đất ở trong này không? Mua chứ. Toàn bộ chỗ đất mặt đường này đấy. Hay là nhà ông đây đâu? À, nhà ông ở bên kia cũng mặt đường này đúng không? Đầu tiên mua bên đấy, xong 96 mua bên này. À. Thế là chỗ này là được khoảng bao nhiêu mét mặt đường? Chỗ này còn gần 60 mét. Với gần 60 mét thì bây giờ nhiều tiền lắm. Chạy dọc đây không mà. Nói chung là đất thì ở đâu ở Việt Nam mình bây giờ nó cũng thay đổi nhiều ấy. Cái này là bác cắt ra là 5 lô. 5 lô. À. Cái này 5 lô. À. Cho cái điểm là từ đây ra. Cái lô quế này là hơi ấy. Hả? Lô quế mình cắt ra rộng. À. Đường kia nó bảo ra. Tức là hai ông bà là vào ở đây là lúc đấy là có con cái gì chưa? Có chứ, ba đứa. À lúc đấy là ba đứa con ở quê ở Nam Định rồi. À, thế là vào đây mua dãy để làm. Chứ không... cơ bản là vào đây là cũng tính đến chuyện vào đây làm ăn buôn bán. À đại loại là vậy. Vâng, đấy. Thế là năm nay là bà bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay à? Năm nay 68 rồi. Năm nay 68 rồi. Đấy, như là vẫn còn trẻ lắm bà. Trẻ bởi vì là con thấy là nắng bệnh lắm. Cái khí hậu, không khí ở trong này nó tuyệt vời. Cháu thấy cực kỳ là tuyệt vời. Buổi sáng cháu thức dậy ở đây mà nhìn bạt ngàn cà phê xong rồi ánh bình minh nó lên mà không phải dùng đến điều hòa hay là quạt gì cả. Cái đấy là cái thích nhất. Không mấy khi khí hậu cơ bản đến khí hậu. Và ngoài Bắc thì đến mùa đông khí lạnh quá. Ông bà có nhận không? Mày bác sợ, sợ không lạnh thì không sợ mà sợ lạnh nóng quá mà nóng thì nóng quá. Ui giời ơi, nóng khôn khổ. Lạnh thì đúng là lạnh quá mà nóng thì nóng quá. Mà bây giờ này đến nhà người ta mà trẻ nhẽ mặc quần đùi cởi trần uống rượu à? Đúng không? Mà thế là ông bà được bao nhiêu người con? Có ba đứa thôi. À. Ba đứa đẻ hết rồi bác. Đứa út này 86. À. Nhưng là đều là bây giờ là xây dựng gia đình ở trong đấy. Hết thì có cháu hết đi. Mà thằng út là... ở sân bay Biên Hòa. À làm ở sân bay Biên Hòa. Bộ đội. À út thì là bộ đội đấy. 86 sinh năm 86. Hay quá. Đấy. Thế là ngày xưa bác có đi bộ đội không? Có chứ. À, bác đi ở đâu? Ở Trực Hưng thì cơ bản nói vậy thì anh không biết thì. Không, bác cứ nói đi. Bác đi ở đơn vị nào? Trường Sĩ quan Công binh. À sĩ quan Công binh, thế là chắc là biết ông Châu không? Ờ ông Châu Cự Phú. Ông Châu Cự Phú biết không? Chắc là cũng biết khổ. À. Và nhà đàng hoàng này Châu Lành. Thế à? Châu Lành. Châu Lành đúng rồi, bà Lành giáo viên đúng không? Ừ. Giáo viên của giờ đang ở Hà Nội phải không? Vâng. À, thế bác tên là gì? Đáng. Bác Đáng à? Châu biết đấy, có số điện thoại Châu không?
có đấy không? Vâng, có không? Có tí cháu cho. Gọi nói chuyện. Hóa ra là bạn của ông Châu. Châu thì nhiều. Thế là ngày xưa là bác đi bộ đội công binh. Trường sĩ quan công binh cùng học trường sĩ quan công binh Châu đấy. Cùng học sĩ quan công binh ở trong này đấy. Không, ở ngoài Bắc Ninh chứ. Ở ngoài Bắc Ninh. Thế sau đó thì bác đi về đâu? Đi Lào. Đi Lào, đi sang Lào để xây dựng sân bay. Vâng, xây dựng sân bay ở bên Lào. Thế là năm bao nhiêu thì bác sang Lào? 78. Tuyệt vời quá. Châu là đi ra trường 77, là chắc là vào Bình Dương. Vâng, đúng rồi, sông Bé. Đúng rồi. Đấy, bên này ông Ngoan là cũng Trường Hưng đấy, là ông ấy cũng ở sông Bé đấy. Hay quá. Thế là ngày xưa khi mà bác sang Lào đấy là bác xây dựng sân bay cho Lào à? Cánh Đồng Chum này. Cánh Đồng Chum đấy. Bác có câu chuyện kỷ niệm nào ở bên Cánh Đồng Chum không? Kể cho con cháu, cho chúng cháu nghe được không? Kỷ niệm những năm tháng ở bên Lào. Kỷ niệm á? Và trong đời binh nghiệp của mình. Thì cái đó thì nói làm sao hết được. Dại lắm đúng không? Đấy. Cái cánh Bun Sa Bản ấy. Vâng. Là người Việt, người nào gốc Hoa. Vâng. Thế mà trước khi mà về đôn kỷ niệm cho bật nửa này, bấm móng tay này, gương này, nược này, về bột ngọt này, còn vậy cơ mà. Tức là những người bạn Lào đấy đúng không ạ? Nào. Phát thét nào? Thế là về là kỷ niệm cho các bác những cái đồ kỷ vật. Thế là bác sang đấy mấy năm? Hai năm ở bên. Hai năm xây dựng cho sân bay cho Lào ở bên đó. Hay quá. Tình hữu nghị Việt Lào thì khăng khít anh em, rất là thích. Thế là sau này thì khi mà về Việt Nam thì bác có ở tiếp quân đội không? Có chứ. Xây dựng sân bay. Là sản Sơn A. Xây dựng sân bay là sản Sơn A. Về sân bay Miếu Môn, Hòa Bình. Miếu Môn chính là cái chỗ mà rồi, nhà máy Z-A31 đấy đúng không ạ? Chỗ trường bắn Miếu Môn đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Chỗ mà cách đây mấy năm bắt đầu là bọn phản động bắt đầu nó kích bác lên. Dân. Dân nó biểu tình nó lấy đất đấy. Thì đấy là cái đấy là cái sai lầm nhất là khi đất là đất quốc phòng mà các ông lại đi biểu tình là cái đấy là điều quá sai rồi. Việt Tân với cả phản động bắt đầu nó giật dây cho. Thế sau thì bác có ở lại tiếp quân đội được không? Ôi về chứ. Đến khi mà đến sân bay Miếu Môn là sau đó nó về. Thế là quá trình mà bác ở quân đội là bao nhiêu năm? 7 năm. 7 năm ở quân đội. Rồi. Hay quá. Đấy là cái đợt đấy là ông Châu là đang học sĩ quan. Thì mình mới về tranh thủ xong bắt đầu là bảo Nành là gửi cái xe đạp Fabrice mình mang lên đi tàu tới Hà Nội xong đạp từ Hà Nội lên trường sĩ quan của mình là 33 cây. Tức là gửi cái xe đạp lên cho chồng đấy là nhờ bác cầm mang lên hộ cho. Đấy kỷ niệm của các ông. Và bây giờ thì đất nước đã hòa bình, sau bao nhiêu năm hòa bình rồi thì bắt đầu là đất nước đã thay đổi và vào trong vùng kinh tế mới. Như thế là bác là người là đi vùng kinh tế mới tự do. Không, tự do. Đúng không? Đấy, và vào đây thì bây giờ thì gia tài thì cũng khá là nhiều rồi. Nguyên cái mảnh đất này đã quá nhiều tiền rồi. Quan trọng nhất là sức khỏe bác nhỉ. Tiền bạc thì nó chỉ là một chuyện thôi. Cơ bản sức khỏe. Mà thời trai trẻ thì bắt đầu là cống hiến cho đất nước. 64 năm bác không uống là biết đấy. 64 năm bác không ốm. Từ lúc 4 tuổi. Đấy. 4 tuổi. Quá tuyệt vời. Một chiến sĩ công binh khỏe. Phải nói là ngày xưa các cụ vất vả. Rất là cảm ơn bác trong cái cuộc trò chuyện này. Cũng như công nhận anh Châu này ấy nhỉ. Cũng có vẻ lâu nhỉ. Mà. Thế ông học trước một khóa mà. Dạ.